Thưởng thức những ca khúc từ xưa là một chàng hot boy đến từ thành phố Quảng Ngãi Quy Nhơn. Một chàng hot boy được lớn cho ca sĩ Cây Mi. Dẫn như chúng ta đi tình ước mơ ngày mai. Thằng em yên bao giây buồn lên bao tháng già trở lại từ xưa. Giúp nghệ tinh, giúp thân nhân. Mong nguyện đem cả đời mình hiến dâng cho ngày thôi. Hôm nay tất cả các nghệ sĩ hội tụ về đây dâng hương hơn lên cho tam vị thánh tổ, thiên sư, tăng sư, tổ sư, tam giáo, đạo sư, thập nhị công nghệ, phủ quyền, phật tổ, đăng hạ. Hãy mang cho chúng tôi được mưa cùng gió hòa, ngàn năm gió hòa đầy ngàn. Hãy mang cho các đoàn mỗi sức mạnh điều được giả đây đã giả tiên nghệ sĩ sức khỏe dồi dào đi hát được nhiều số sân khấu cải lương sân dần dần chào mừng ai hơi hoàn hãy giữ chân một kỳ tinh tươi sáng sân khấu hàng em sẽ đưa sang đây tất cả em nghệ sĩ đều là con của tổ. Cảm ơn nhiều. Rồi một tràng bóng tay thật lớn cho anh ba lớn tốt. Rồi quá tuyệt vời đúng không ạ? Một tràng bóng tay lớn cho quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn anh ba rất nhiều. Và để nói tiếp kịch này, tất cả các bạn sẽ được thức qua giọng hát một người cháu của anh hai Kim Tử Long cũng vừa mới bắt tay là vừa chuyên trong
Thank you.